Phật Thuyết Đại Thiên Thế Giới Biến Tướng Đồ, Tịnh Tông Học Hội Kuala Lumpur, Mã Lai thực hiện. Bản giải thích về các cõi trời chia làm tam giới 28 tầng, nhục giới 6 tầng, sắc giới 18 tầng. Vô sắc giới có 4 tầng. Trong Kinh Phật thường nhắc đến sự quan hệ giữa các thế giới nó như thế nào? Thế nào là tiểu thế giới? Thế nào là tiểu thiên thế giới? Thế nào là trung thiên thế giới? Thế nào là đại thiên thế giới? Lại thế nào là tam thiên đại thiên thế giới? Chúng tôi xin bắt đầu giới thiệu từ tiểu thế giới. Phạm vi của một tiểu thế giới được lấy núi Tu Di làm trung tâm. Núi này dựng đứng trên địa luân, cao 84.000 do tuần, trên rộng, ở giữa eo hẹp. Có một mặt trời, một mặt trăng ở hai bên eo của núi. Chu vi ở dưới góc núi có thất trùng kim sơn, bảy vòng biển hương thủy giao nhau xoay vòng. Từ trong ra ngoài chia làm núi trì sông, núi trì trục, núi trì thủy, núi thiện kiến, núi mã nhĩ, núi chướng ngại, núi trì địa. Ở ngoài bảy vòng kim sơn này có một nước biển mặn lớn, phía ngoài biển mặn có vòng núi Đại Thiết Vi. Bên trong biển mặn lớn này có bốn đại châu, đó là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu. Nó liền phía dưới của vòng núi Thiết Vi là Địa Luân, Kim Luân, Thủy Luân, Phong Luân, Hư Không. Trong các cõi trời, tầng trời thứ hai là Đao Lợi Thiên, nằm trên đỉnh của núi Tu Di. Ngoài ở giữa là chỗ ở của vua trời. Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi hướng có 8 vị trời, cộng lại là 33 vị trời. Tầng trời thứ nhất là trời của 4 vị thiên vương, nằm ở giữa eo núi Tu Di. Mỗi hướng có 1 vị thiên vương. Phía đông là Trì Quốc Vương, phía nam là Tăng Trưởng Vương, phía tây là Quảng Mục Vương, phía bắc là Đa Văn Vương. Họ là thần hộ pháp nổi tiếng của Phật Pháp, còn xưng là Tứ Đại Thiên Vương. Ở dưới vòng núi Đại Thiết Vi, 1.000 do tuần là chỗ ở của Bát Đại Địa Ngục và các thứ địa ngục lớn nhỏ. Quả địa cầu mà chúng ta đang cư trú nằm tại Nam Thiểm Bộ Châu, từ cõi trời Đao Lợi, trời Thiên Vương trở xuống, là trong phạm vi của địa cư thiên, còn gọi là tư nghĩa, nương theo mặt đất mà ở. Trong các tầng trời, từ tầng trời thứ ba, tức Dạ Ma Thiên trở lên, gọi là không cư thiên, nghĩa là nương theo mây mà ở. Cứ theo thứ lớp đi lên là Dạ Ma Thiên, Thâu Xuất Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Sơ Thiền Tam Thiên, là đỉnh cao nhất của một tiểu thế giới. Sơ Thiền Tam Thiên này là 118 tầng trời của sắc giới. Từ cõi trời Sơ Thiền này trở xuống là toàn bộ nội dung trong khái niệm nguyên vẹn của một tiểu thế giới. Trở lại biểu đồ giải thích các tầng trời, có thể hiểu một cách rõ ràng về một tiểu thế giới. Nó bao gồm cả dục giới 6 tầng, cộng thêm 3 tầng trời của sơ thiền. Sau khi hiểu rõ được định nghĩa của một tiểu thế giới rồi, sẽ dễ dàng hiểu thế nào là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới chính là do 1.000 cái tiểu thế giới cộng thêm nhị thiền tam thiên của sắc giới tổ hợp lại thành. Theo các giải thích của biểu đồ về các tầng trời, một tiểu thiên thế giới chính là do 1.000 cái tiểu thế giới cộng thêm nhị thiền tam thiên của sắc giới thiền.
Sau khi hiểu rõ được một tiểu thiên thế giới rồi, chúng ta muốn hiểu trung thiên thế giới không còn là chuyện khó nữa. Một trung thiên thế giới là do 1000 cái tiểu thiên thế giới cộng thêm một tam thiền tam thiên của sắc giới tổ hợp lại thành. Quay lại nhìn biểu đồ giải thích về các tầng trời, một trung thiên thế giới chính là do 1000 cái tiểu thiên thế giới cộng thêm một tam thiền tam thiên. Sau khi hiểu rõ được trung thiên thế giới rồi, kế tiếp là đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới chính là do 1000 cái trung thiên thế giới cộng thêm tứ thiền cửu thiên trụ trên hư không của sắc giới cùng với tứ không thiên của vô sắc giới hợp lại thành. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới hợp lại gọi là tam thiên thế giới, hoặc còn xưng là tam thiên đại thiên thế giới. Đây là một phạm vi giáo hóa của một vị tôn Phật, còn gọi là nhất Phật độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô